Chào Tuấn Nam, thay mặt cho Học viện Đào tạo Công nghệ Thông tin NIT ICT Hà Nội, rất cảm ơn em đã dành thời gian trả lời phỏng vấn trong chuyên mục bài viết về cựu sinh viên của nhà trường. Thì đầu tiên Tuấn Nam có thể giới thiệu về bản thân cũng như công việc hiện tại của em được không? Em là Tuấn Nam, em là cựu sinh viên của Học viện NIT ICT Hà Nội. Em học vào CP09. Hiện giờ em đang công tác tại công ty xuất nhập khẩu phần mềm Tinh Vân, TBO. Giờ em đang là Android Senior. Thì công tác trong môi trường của một công ty phần mềm có quy mô tương đối lớn như thế, thế thì theo em là khi ứng tuyển vào Tinh Vân, điều gì làm em lo lắng nhất? Điều làm em lo nhất khi ứng tuyển vào những công ty lớn như Tinh Vân thì em lo lắng là việc thích nghi được với cái môi trường, việc có mô hình kinh doanh của công ty, ví dụ như làm sản phẩm hay là làm outsourcing, nó là những cái mà em cân nhắc. Thì Tinh Vân là một công ty về outsourcing, thì đặc thù công việc nó sẽ khác nhiều so với những bạn mà làm startup, làm những công ty startup hay là làm công ty product. Mình làm cho khách mà, nhất là khách nước ngoài thì thường là sẽ phải đúng giờ, rồi mọi thứ sẽ phải khai báo, nó sẽ khắt khao hơn. Thì đó là những cái em cân nhắc. Vậy thì theo em thì nhà trường cần phải bổ sung những gì hoặc thay đổi những gì trong công tác đào tạo để tốt hơn cho các em khi đi ứng tuyển vào các doanh nghiệp? Ví dụ như là từ kinh nghiệm của em đi, thì làm thế nào thì nhà trường cần bổ sung cái gì để mà khi em đi ứng tuyển nó tự tin hơn trước doanh nghiệp? Để mà nói về bổ sung những cái về nhà trường thì không có nhiều, bởi vì nhà trường cũng đã tạo điều kiện hết mức cho các bạn học viên rồi. Từ mời những người trực làm trực tiếp từ doanh nghiệp về đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm cho các học viên, thì nhà trường có tổ chức những cái buổi cho học viên đi tham quan trực tiếp những cái doanh nghiệp lớn, ví dụ như FPT, như đợi thường của em là có FPT, Sena Xanh, thậm chí là VMGOP, thì nó là những buổi rất là quý báu cho các bạn học viên sau này. Thì em chỉ bổ sung một chút, nếu như mà có muốn thay đổi một chút, đó là nhà trường có chăng thì nên có những buổi ngoại khóa thêm cho các bạn học viên để các bạn có thể hiểu lẫn nhau hơn, và trau dồi kỹ năng mềm, trau dồi những cái kỹ năng teamwork để sau này đi làm công ty thì sẽ thích nghi nhanh hơn. Bởi vì em nghĩ là bất kỳ môi trường hay công việc nào thôi cũng cần đến kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm. Vậy thì đối với các thầy học viên đang theo học tại NIT ICT Hà Nội, thì em có những góp ý hoặc chia sẻ kinh nghiệm gì từ bản thân để các em học tốt hơn không? Học tốt hơn thì theo em thì chỉ có mỗi cách, đó là học chăm hơn. Bởi vì ngành công nghệ thông tin nói chung và ngành lập trình nói riêng thì yêu cầu quan trọng nhất là chăm chỉ, tìm tòi, đam mê. Thì em khuyên các bạn đầu tiên là nên chăm học hơn và cố gắng đừng bỏ một buổi nào. Bởi vì mỗi buổi trên NIT là một buổi rất là quý giá. Và cái thứ hai đó là trau dồi kỹ năng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, năng ngoại ngữ là một cái rất là quan trọng, sau này các bạn có thể phát triển nó quan trọng hơn nhiều. Kể cả các bạn có một cái bằng đại học, nó không quan trọng bằng các bạn có thể giao tiếp được với người nước ngoài. Ok em, cảm ơn Nam vì cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn em là những cái đóng góp, những góp ý đối với trong công tác đào tạo của nhà trường, cũng như là góp ý đối với các bạn học viên đang theo học. Cũng thay mặt nhà trường là xin chúc Nam cùng với gia đình là luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, và chúc cho Nam là có một sự thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng. Thì nhân đây em cũng xin
Cảm ơn nhà trường đã nhớ đến em, nhớ đến một cựu học viên như em. Em cũng rất là cảm động. Nhân đây em cũng xin chúc nhà trường sẽ có nhiều hơn những bạn học viên có thể ra ngoài và làm đúng ngành đúng nghề được như em và giỏi hơn em. Chúc các bạn học viên sẽ học tốt và cố gắng sau này nhớ về nhà trường nhậu với các thầy thì quá tuyệt vời.